thường đẹp, vô cùng các bạn. Đang ở bảo tàng quốc gia Bình Đôn nước Anh. Wow, quá nhiều loại đá đẹp, nhiều lắm các bạn ơi. Có cây cam nữa, nhiều đẹp lắm, đẹp lắm các bạn ơi, đẹp không thể tưởng được. Nhưng mà món đồ đẹp lắm, rất là nhiều loại, nhìn quá đẹp rồi. Wow. Video cũng biết các bạn có cảm nhận không, còn món đồ đẹp, không tưởng luôn, rất là cao. Nước Anh đá này, đá thật này, người ta xẻ này, chúng ta xem này. Đá này mà. Đá thật, người ta xẻ này. Đá hoa cương này rất là nhiều loại, đá hoa cương rất nhiều, quá nhiều loại, có mấy chục loại luôn. Còn là đá không gian đá. Còn bây giờ mình đi vào cái phần khác, mình đang đứng ở trên quay xuống cái cảnh bảo tàng mà tụi mình vậy, ở trên luôn. Quay xuống đang đứng trên nhìn xuống đó này, đứng trên lầu nhìn xuống. Cảnh ở đây đẹp không tưởng luôn, đứng ở trên rồi nhìn xuống. Đi một cái chỗ khác, hình ảnh là sinh vật côn trùng, các cái nhà khoa học. Phòng này rộng bên hông đấy, một chim về đá rồi. Đẹp quá, một chim về đá rồi. Chim cương đẹp quá các bạn ơi, rất là đẹp. Cái này là chim cương, rất đẹp. Cái này là chim cương, cương. Cái này mà đá này đẹp lắm, đá này đá quý. Bên này cũng là đá tiếp, bên này cũng là đá tiếp, giống như đá mã não bên mình này các bạn. Trang sức này có như là đá đẹp quá. Chưa. Này là ở trong bảo tàng, nó là hàng thật không các bạn. Cái này là cái cảnh đá, rất là nhiều loại đá này. nhiều loại quá, mình cũng biết loại nào. Ồ, cái đá này sao nó có cái đá rong rong đẹp quá. Hoa thạch, đá hoa thạch. Đá này giống như cái cục nhựa, thông đỏ các bạn. Nhựa thông đỏ. Cái giống của nuôi lửa. Nuôi lửa. Latium là nó loại thông là vàng, là cái loại vàng. Thích gì đây? Bạc này đó các bạn. Đá này đẹp. Đá này đẹp quá bạn. Tất cả các bạn đá mình mong bát ngát luôn. Cá này ngộ quá. Cái đá này cái dạng cái đá này chắc là lấy ra thì nó sẽ đẹp thiệt. Đá gì ngộ quá. Cái dòng đá này quá ngộ các bạn. Đây nữa này. Kỳ quá. Đá này cũng thấy lạ. Đá nuôi lửa hả? Mình mong bắt ngát về thế giới đá. Đất đá. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình thấy nó có nhiều loại đá dữ như vậy. Mênh mông bát ngát, mỗi thứ là một loại. Trời ơi, bãi trời mênh mông. Đâu mà đá. Đá cũng vậy bạn ha, là long, nó động bên long. Sao mà nhiều dữ vậy không biết. Mình không nghĩ là đá mà nó nhiều dữ như vậy đâu. Ok. Các loại đá nó như thế nào thôi. Vô cùng dài, bây giờ nó đã 9 phút rồi, quá nhiều, quá nhiều. Đã thỉnh thoảng đá gì nó trong đẹp như ta, nhiều loại đá quá. Mênh mông rộng lớn cái này nó mỏng màu đẹp quá các bạn ơi, bát ngát, một cái bảo tàng rộng mênh mông, lớn mênh mông, thì chỉ có đá, thế giới đá thôi các bạn. Mắt thường mấy cục đá này đẹp vô cùng. đá này để nó ra những cái viên đá như kim cương này đẹp lắm các bạn ơi. Người ta tinh lọc từ những cái cục đá thô này ra này các bạn. Đúng rồi. Cái viên ngọc xanh này là nó từ viên đá thô này ra, viên đá thô này ra nó mới ra được cái viên đá xanh đẹp này. Rất là nhiều. Còn đá hồng ngọc này là nó ra được cái sản phẩm đá hồng ngọc này, thô đẹp này nè, là từ mấy cái cục đá này nè các bạn. Hay quá. Ô, còn đá này cũng vậy nè, là nó từ mấy cái cục đá này ra nè, từ mấy cục đá này ra nè để nó ra sản phẩm đẹp như vậy nè. Cái đá xanh này đẹp nè, cái hồng ngọc xanh đó nó từ mấy cái cục đá này ra nè các bạn. Hay quá, nó từ mấy cục đá này ra nè. Và nhiều, quá nhiều, mini nhiều lắm, nhiều quá. Em quay tổng thể cho các bạn xem quá nhiều. Stop ở đây, cho nói về chủ đề đá nó nhiều quá, các bạn sẽ nhạt.